Rồi sao em ghi này ta? Dạ rồi, thì đây là cái tài khoản học sinh khi vào thì sẽ có một số chức năng như vậy này cô. Thì sẽ có vào phòng và xem điểm. Thì đây học sinh nó sẽ bấm vào phòng thì cô, nó sẽ thấy được cái bài học mà mình đang trong cái khung giờ mình quy định diễn ra thì cô. Dạ. Ở đây thì cô sẽ thấy đây là lớp của nó. Rồi môn, tên bài học. Dạ. Rồi ở đây sẽ có thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. Thì học sinh nó sẽ bấm vô cái chỗ vào phòng ở đây để bắt đầu vào học. Dạ thì khi học sinh bấm vào phòng thì cô, học sinh sẽ thấy được cái link của mình đó. Sẽ bấm vào để học face to face với mình. Dạ. Rồi, phần còn lại là học sinh cũng có cái chỗ để thảo luận ha, là cũng học sinh có thể là gõ những cái thảo luận, nội dung thảo luận ở trong đây với thầy cô ở đây. Rồi. Sau khi trong đây thì học sinh nó vào thì thứ nhất là nó sẽ xem bài học, cái thứ hai là học sinh sẽ làm một cái chức năng là làm bài tập. Thì học sinh sẽ bấm qua cái chỗ bài tập ở đây. Rồi, thì như thầy cô thấy đây sẽ có lớp câu 1, nội dung câu hỏi, dưới đây sẽ là từng đáp án. Học sinh sẽ chọn đáp án. Dạ. Rồi, bấm qua câu sau. Cũng vậy ạ, chọn đáp án, bấm câu sau. Rồi, thì đối với câu hỏi tự luận á thì cô, thì học sinh có hai cách để trả lời ha. Thứ nhất, đó là học sinh sẽ nhập nội dung đáp án trực tiếp ở đây. Rồi, cách thứ hai, học sinh có thể chụp hình hoặc là làm ngoài Word hay nói chung là sẽ làm một cái file. Học sinh sẽ up cái file lên ở đây. Thường thì đa phần học sinh nó sẽ chụp hình đó thì cô, làm nó viết ở ngoài giấy xong nó sẽ chụp hình nó gửi lên đây. Nó là hai cách học sinh trả lời cái câu hỏi tự luận của mình. Rồi sau đó học sinh nó sẽ lưu bài lại. Rồi sau khi học sinh làm xong hết tất cả các bài tập của mình, học sinh nó cứ nộp bài bình thường. Dạ rồi, thì sau khi học sinh nó nộp bài xong, nó học xong hết, nó muốn coi điểm số của nó qua chỗ điểm bên đây. Đó, nó sẽ có được đây câu nào đúng câu nào sai gì đó, những cái nội dung của nó đây. Dạ. Nào thì học sinh nó chỉ có bao nhiêu thao tác thôi cô. Thứ nhất vào phòng để học ha. Cái thứ hai là làm bài tập. Rồi sau khi làm bài tập thì học sinh sẽ qua xem điểm. Dạ rồi hết rồi ạ. Học sinh thì chỉ có ba thao tác cơ bản là vậy.